Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì Ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe đang rất hot trên thị trường Việt Nam ạ. Đó chính là chiếc xe bán tải Nissan Navara phiên bản L quý bạn nhé. Tại sao tôi lại đang nói là những chiếc xe này đang rất hot trên thị trường Việt Nam? Tại vì là bây giờ là xe mới nó cũng hiếm, cho nên là xe cũ này rất là giữ giá. Và cái thứ hai nữa là rất ít người bán, cho nên là chúng tôi cũng không mua được mấy. Mua được chiếc nào về cái là bán ngay và luôn quý bạn ạ. Hôm trước tôi cũng vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn cách đây mấy hôm thôi, một chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2016 màu trắng y như chiếc này. Thì là tôi đăng về là 2 hôm là chúng tôi bán luôn ạ. Và hôm nay thì tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara cũng phiên bản L, nhưng là chiếc xe này được sản xuất năm 2019 quý bạn nhé. Nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.800 km rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với 5.800 thì chiếc xe này nó còn nguyên bản quý bạn ạ, nguyên bản từ dàn lốp ạ. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản nha, và còn rất là dày quý bạn nhé. Và chiếc xe này nó khác với những chiếc xe khác là ở cái chỗ là chiếc xe này chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ quý bạn ạ. Ví dụ như quý bạn nhìn ở cái phần đầu đây ạ, là chủ xe đã độ lên đèn gầm là đèn bi xenon này. Còn toàn bộ về cái phần bóng ở trong này là cái bóng LED rồi. Và cảm biến quanh xe, camera 360, tức là camera quanh xe đấy quý bạn nhé. Đấy, chủ xe đã độ thêm rất là nhiều. Nếu như là đã có camera 360, tất nhiên là xe cũng đã được trang bị cả màn hình Android, màn hình rất là to, rất là xịn quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn về cái phần nội thất, thì quý bạn sẽ thấy được là chiếc xe này chủ xe cũng rất là cẩn thận, cũng rất là kỳ công, độ lên rất nhiều option cho chiếc xe Nissan Navara phiên bản L số tự động 1 cầu này quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 560 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara 2019 số tự động biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.